này hầu như biến đi các nhận thức cổ điển của nét lượn và tỉ lệ. Hoa văn hình lá vốn trải song song thành nhiều hàng ở vòm cửa hòa lai, giờ đây uốn thành những hình hoa hướng ra ngoài, tạo ra một chắc địa có nhiều nấc, nặng nề với đặc trưng là các họa tiết hình sâu, kết hợp với một số ít hình lá móc và lá cuộn về hai phía. Những cái tháp mà mang phong cách tiêu biểu Đồng Dương thì phải nói đến đấy là một cái trung tâm Phật giáo Đồng Dương. Nó là một cái quần thể kiến trúc tháp gồm trên 37 kiến trúc. Và nó mang những cái, ví dụ những cái khối hình của hình dương, cái mặt bằng kiến trúc của Đồng Dương, cái khối kiến trúc của Đồng Dương là nó có sự quy mô và đồ sộ hơn. Những cái họa tiết trang trí ở đấy là nó mang cái đậm cái tính nhân chủng của người Chăm hơn. Và đặc biệt là những cái họa tiết hoa lá là nó mang cái tính bản địa hơn. Bởi vì những cái họa tiết hoa văn ấy nó đã mang những cái dáng dấp, những cái dấu ấn của cái điều kiện cây cỏ tự nhiên, rồi thì nhân chủng về con người Chăm ta được thổi vào những cái kiến trúc này để tạo nên một cái phong cách kiến trúc đặc biệt, và người ta thường nói là một giai đoạn kiến trúc bắt đầu đánh dấu sự bản địa hóa và mang đặc trưng riêng của cái nghệ thuật Chăm ta. Các dấu hiệu chuyển tiếp giữa hai phong cách Đồng Dương và Mỹ Sơn A1 được Philip Sten phân tích trên các đền tháp Khương Mỹ và Mỹ Sơn A10. Trên các đền tháp này, mọi trang trí đều cho thấy những nét kế thừa từ Đồng Dương và tìm tòi một hình thức biểu hiện mới sau này sẽ được thấy ở Mỹ Sơn A1. Tại hai khu đền tháp trên, các cột vách vẫn gồm hai dải trang trí phía ngoài và thêm vào dải trang trí ở giữa. Dải trang trí ở giữa xuất hiện là tiền đề cho việc hình thành khe hở phân đôi cột vách trong phong cách Mỹ Sơn A1. Một số trang trí đơn giản hóa để rồi không còn xuất hiện trong phong cách Mỹ Sơn A1. Theo Philip Sten, ngôi đền Mỹ Sơn A10 thuộc vào giai đoạn cuối của phong cách Đồng Dương, còn các đền tháp Khương Mỹ có mối liên hệ gần gũi và xuất hiện trước phong cách Mỹ Sơn A1. Thì nghệ thuật thì nó có thay đổi phong cách theo thời gian. Thì những cái giai đoạn đầu thì một cái điều mà dễ thấy nhất ấy, so với sau này thì là hầu hết các cái kiến trúc ban đầu là nó toàn bằng gạch hết, không có sử dụng chất liệu đá nhé. Thế và cái thứ hai nữa mà thấy rất là rõ, một số những yếu tố kiến trúc ấy chúng ta sẽ thấy rất rõ, tức là trên các cái tầng tháp của nó không có những các cái tháp tháp gốc đấy. Chúng ta thấy như đây ở cái góc từng cái ngôi tháp một nó có những các cái ngôi tháp trang trí. Thế nhưng ở những các cái đền tháp trước không những nó hoàn toàn bằng gạch mà cái trang trí trên gạch lại là chủ yếu, trên mặt tường là đây phủ kín, gần như là phủ kín các hoa văn, các hình tượng. Thế còn càng về các giai đoạn sau này thì cái hoa văn trang trí nó đơn giản dần dần hơn đi. Thế, thì các yếu tố kiến trúc trang trí nó trội dần và sau nó át hẳn cái trang trí đấy. Sau Đồng Dương, nghệ thuật kiến trúc Champa dường như đột ngột chuyển từ phong cách nặng nề, khỏe khoắn, có sức mạnh sang một phong cách tinh tế, trang nhã, duyên dáng nhưng vẫn giữ được sinh khí, nhịp nhàng, và đó là phong cách Mỹ Sơn A1. Ngôi đền tháp đổ nát A1 tại Mỹ Sơn hiện giờ đã từng được Philip Sten lấy làm đại diện cho phong cách kiến trúc có niên đại vào thế kỷ thứ 10. Với những tháp thuộc phong cách Mỹ Sơn A1 như tháp A1, tháp B3, B5, D1, ở Mỹ Sơn thì những gì là đặc trưng của Hòa Lai, Đồng Dương đã biến mất. Thay vào đó là một loạt các yếu tố mới như mô típ trụ hoa tròn đầy lá cây rậm rạp. Khoảng giữa hai cột ốp có hình như một cái khung có đường viền nổi bao quanh.
mô típ ngôi tháp thu nhỏ ở trên cửa ra vào và cửa giả, bố cục năm cột ốp trên mỗi mặt tường. Khoảng giữa các cột vách tạo thành một khung hoàn chỉnh có hình người hoặc người cưỡi voi đứng bên trong. Phần chân của thân tháp được trang trí, được chạm khắc thành hình những con sư tử và voi duyên dáng đứng trước những tòa sen. Tầng dưới cũng có những hình voi, nhưng có người cưỡi. Sự trang nhã và duyên dáng của phong cách này bộc lộ đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất ở ngôi tháp Mỹ Sơn A1. Ở đây, những cột ốp trên các mặt tường đã phát huy hết tác dụng của mình. Chúng trông trang nhã và đứng thành từng đôi một. Trang trí vừa phong phú lại vừa nhẹ nhàng. Thật đáng tiếc, kiệt tác kiến trúc này đã bị bom đạn đánh sập hoàn toàn. Qua nghiên cứu tiêu chí phong cách và niên đại của các phong cách trước và sau, các học giả đã xác định được khung niên đại của phong cách chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định là cuối thế kỷ thứ 10 đến cuối thế kỷ thứ 11, với sự xuất hiện của hàng loạt các đền tháp như Ponagar, Nha Trang, tháp Chiên Đàn ở Quảng Nam, khu tháp Bánh Ít, tháp Bạc ở Bình Định, tháp Nhạn ở Phú Yên, tháp B1, C1, C2, C3 và C4 của Mỹ Sơn. Nếu như sự chuyển tiếp giữa phong cách Đồng Xương và phong cách Mỹ Sơn A1 đánh dấu bằng sự phóng đại quá mức các khuynh hướng của phong cách đã chấm dứt và tiếp nhận đột ngột xu hướng kế tiếp, giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định lại là một quá trình suy thoái dài của những khuynh hướng cũ cùng những mỏ mẫm tìm tòi từ từ. Mọi thành tố nghệ thuật đều tiến triển chậm. Và theo Philip Sten thì giai đoạn này có thể hình thành một phong cách. Trong những khu di tích thuộc giai đoạn chuyển tiếp này, khu đền tháp Ponagar Nha Trang là một trong những tổng thể di tích có vai trò quan trọng trong lịch sử kiến trúc nghệ thuật Champa. Niên đại các di tích ở đây kéo dài từ thế kỷ thứ 10 đến hết thế kỷ thứ 13. Tổng thể xưa kia chắc chắn bao gồm nhiều đền tháp và kiến trúc phụ. Đầu thế kỷ này, các nhà Cham học người Pháp còn thống kê được khoảng 10 di tích. Rõ ràng đây là một tổng thể kiến trúc Cham lớn nhất trong hiểu biết hiện nay của chúng ta. Philip Sten có nhận xét, không một di tích còn đứng nào ở Ponagar có trước phong cách Mỹ Sơn A1. Hầu như tất cả đều đã qua tu bổ sửa chữa, có chỗ thậm chí là khá muộn, có chỗ xây mới trên nền và tường cũ. Tháp Tây Bắc có bức tường gạch niên đại 813, nhưng hình dáng nhân vật gợi nghĩ tới phong cách Mỹ Sơn A1. Còn các trụ tường và gân tường thuộc phong cách Bình Định. Đáng tiếc, trải qua thời gian với bao biến động tự nhiên và xã hội, nhóm di tích này chỉ còn 5 đền tháp. Ca Lan chính, hay còn gọi là Tháp Bà, là một trong những công trình có quy mô lớn nhất của nghệ thuật Cham nói chung và của giai đoạn chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Phong cách Bình Định là phong cách duy nhất trong nghệ thuật Champa không được đặt tên theo tên gọi của di tích hay di vật điển hình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lý do duy nhất của hiện tượng này là do sự hình thành những tiêu chí của phong cách chuyển tiếp trước đó diễn ra từ từ, kéo dài và ở nhiều khu di tích khác nhau.
người Pháp trước đây họ nghiên cứu đến lúc mà nghệ thuật bình định họ cho là nghệ thuật suy thoái. Là bởi vì theo một cách quan niệm như vậy, nhưng mà mình nếu mình nhìn với một cái người trong cuộc, mình thấy đó là một cái lúc mà con người nó thể hiện được cả tâm linh và cả cuộc sống vật thể vật chất của mình, cái đó là rất sinh động, đó là một cái đặc điểm nhất. Và có một cái điều nó liên quan đến cái việc mà bảo tồn là cái tháp Chăm nó đặc biệt, nó đặt về cái trọng lực rất là cân đối, cho nên là 800, 1.000 năm hơn thế nữa nó vẫn đứng vững. Tại vì sao? Tất nhiên về chất liệu, về vật liệu, về kỹ thuật xây dựng, nhưng mà một trong những cái yếu tố kiến trúc là bốn cái trụ ở bốn góc làm rất vững chắc. Nhưng mà nếu là vững chắc cái thô quá, một cái cột trụ dựng lên giữa trời thô quá, cho nên là giữa cột trụ nó có những cái bộ phận mà người Pháp xưa gọi là, chữ Tây nó gọi là entre pilastres, là giữa các trụ, cái trụ đó nó làm giảm nhẹ cái tính chất thô, tính chất cứng của các cái trụ ốp to đi, nó cứ lõm vào, nó có những đường gân ở giữa, chính cái đó làm con người nó cảm thấy nó cân bằng. Đứng ở dưới tháp mình cảm thấy mình nhỏ nhoi, nhưng mình thấy mình cân bằng, cho mình không có một cái gì là một cái nhỏ nhoi con kiến ở trong cái vũ trụ cả. Cái đó khiến cho con người nó thoải mái, mà chính đó là một cái đặc trưng của cái nghệ thuật Champa, nó tồn tại. Đặc điểm kiến trúc của phong cách Bình Định ở vào thế kỷ thứ 12, 13 và 14 được thông qua các vòm cửa, cột vách và các trang trí khác. Các vòm cửa ba lớp có hình mũi lao, có 5 cột vách trên mặt tường. Các cột không có gờ trang trí và nổi cao lên, đặc biệt là các cột góc. Yếu tố trang trí bốn góc các tầng tháp chỉ còn là phiên bản thượng tầng của tháp. Các hình trang trí điểm góc hầu như không còn chạm thủng và có đường ở giữa nổi lên. Các đền thờ thường được đưa lên đồi cao. Tháp vàng hay người dân địa phương gọi là Phú Lộc. Đại Nam Nhất Thống Chí gọi là Phúc Lộc, nằm ở phía đông bắc thành Trà Và. Chơ vơ trên một đỉnh đồi cao giữa ruộng lúa, thuộc thôn Châu Thành, huyện An Nhơn. Nét nổi bật của ngôi tháp này tiêu biểu cho đặc trưng của phong cách kiến trúc Bình Định như vòm cửa hình mũi giáo và được duy trì cho đến cuối nghệ thuật Chăm. Năm dải gân tường trơn, không có hoa văn trang trí, không có nếp gấp. Hình kết góc là hình lặp lại hình đỉnh nóc với nhiều tầng trang trí. Từ nhiều kết quả nghiên cứu của các học giả nổi tiếng về phong cách Bình Định cho thấy ở giai đoạn này, kiến trúc đền tháp có sự pha trộn của các luồng văn hóa nghệ thuật Champa từ trước đến nay. Trên các đền tháp, nghệ thuật điêu khắc đá, gạch và đất nung với các hình tượng thần, người, thú, tu sĩ và vũ nữ thấm đậm ảnh hưởng Ấn Độ giáo, nhưng đã được người Chăm bản địa hóa phù hợp với tâm thức của mình. Tất cả hiện lên trước mắt chúng ta thật gần gũi và độc đáo lạ thường. Không chỉ là những thần, những người mà cả đến động vật thần thoại hay quen thuộc, cho đến cả hoa lá đều rung lên, run rẩy sống động dưới nét đục tài hoa, điêu luyện của các nghệ sĩ điêu khắc Chăm. Nên là ở Bình Định, nếu mà nghiên cứu thì mình sẽ thấy một sự dung hợp của các cái luồng nghệ thuật của Champa trong những thời cuối cùng. Nó lóe lên những cái bức sáng rất ghê. Ví dụ như tháp Canh Tiên, xem tháp Canh Tiên thì người ta cảm thấy tháp vàng đấy, cảm thấy một cái gì nó bừng lóe lên, một sự bừng lóe lên để rồi mà không biết có vụt tắt thật không, nhưng mà rõ ràng là có. Những cái đó là rất lý thú. Trong lúc mà anh nghiên cứu về cái tâm thức nghệ thuật thì đấy, đó là hay. Mà lúc mà tàn đi điểm lóe lên, họ sẽ bùng phát hết được những cái tinh hoa của họ, thì ở cái tháp này là bừng, là một trong cái dẫn chứng để thấy nó cứ bừng nở, cái bùng nổ, cái tinh hoa của cái người nghệ thuật Champa. Dựa trên bảng niên đại của Philip Sten thì có 5 giai đoạn chuyển tiếp giữa các phong cách, trong đó có giai đoạn chuyển tiếp giữa phong cách Bình Định và phong cách muộn. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu sau này đều thống nhất rằng bước chuyển này là không rõ nét,
vì các đền tháp giai đoạn này vẫn mang đầy đủ các đặc điểm của phong cách Bình Định. Sự chuyển tiếp chỉ thể hiện qua hai đặc điểm, đó là cửa vòm hình mũi lao cải biên đi, trở thành hình cung gãy. Hai là bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mới thể hiện sự suy thoái mà sau này sẽ thấy rõ ở các khu đền tháp có niên đại thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 16, hay còn gọi là phong cách muộn. Ở tỉnh Ninh Thuận, một trong những địa bàn có người Chăm cư trú đông nhất cả nước hiện nay, chúng ta vẫn còn thấy những ngôi đền tháp khá nguyên vẹn, được xây dựng vào giai đoạn cuối cùng của phong cách nghệ thuật kiến trúc Chăm như đền tháp Poklong Zarai, tháp Prome. Kiến trúc tại các đền tháp này không còn dáng vẻ thanh tú cũng như tỷ lệ cân xứng như các giai đoạn trước đó và cũng mất dần đi các trang trí quan trọng. Bộ mái của các đền tháp thuộc phong cách thứ bảy này giống như kiểu mái của các tháp phụ thời trước. Nó đổ sộ và cục mịch bởi cấu trúc khung dần về phía đỉnh. Các trang trí ở tháp góc cũng có dáng cục mịch như vậy. Khoảng giữa các vòm và góc các tầng xuất hiện tượng nam thần đội vương miện, tượng vũ nữ hoặc muông thú. Điều đặc biệt nhất thể hiện sự suy thoái của nghệ thuật kiến trúc Champa ở giai đoạn này là sự biến mất các cột vách, ngoại trừ các cột góc, khiến cho không thể tạo ra được các ô khám. Khung cửa giả thì thu ngắn lại đột ngột và đỡ lấy một vòm cửa gãy khúc ở phía trên. Rất nhiều nhà nghiên cứu và du khách tham quan đều nhận thấy tháp Porome được xây vội vàng, không kỹ lưỡng và thiếu sự trau chuốt. Điều khắc có kích thước nhỏ, không uy nghi hoành tráng, đường nét khô cứng, mất sức sống và không có hồn. Điều này được lý giải một cách logic về niên đại xây dựng tháp. Tháp được xây dựng vào những năm 1629 đến năm 1653. Và cũng là ngôi tháp cuối cùng được xây dựng trong nghệ thuật kiến trúc đền tháp Chăm. Điêu khắc kiến trúc là một đặc trưng của kiến trúc Champa và điêu khắc tượng tròn là đỉnh cao của nghệ thuật Chăm về các nhân vật, sự tích huyền thoại và được coi là đỉnh cao nghệ thuật về loại hình tượng này trên thế giới. Trên hầu hết các đền tháp Champa có thể thấy được sự tô điểm, thậm chí phủ kín các loại hoa văn như hoa lá, cây cỏ, muông thú. Những người nghệ sĩ điêu khắc xưa kia đã khắc tạc một cách có chú ý và tương đối thống nhất về kiểu dáng trên các đền tháp đã làm cho đền tháp Chăm vốn có tỷ lệ kiến trúc hài hòa, đăng đối, lại tăng thêm được vẻ đẹp thẩm mỹ và tính biểu trưng của kiến trúc. Hoa văn trang trí cũng là một trong những tiêu chí quan trọng giúp các nhà nghiên cứu, các học giả sau này xác định niên đại và phong cách kiến trúc của các di tích đền tháp sau suốt 9 thế kỷ xây dựng không mệt mỏi và sáng tạo tuyệt vời của biết bao thế hệ người thợ Chăm tài hoa.